Bản này thì mình thấy là có thêm một cái phần, đó là có thêm cái máy tính này, với lại có thêm game này. Thì mình sẽ đi vào hai phần này luôn nhé. Máy tính thì hầu như con đồng hồ là nó cũng có rồi, 2 × 2 = 4 này. Cái này cũng không quan trọng lắm, có thì có mà không có thì cũng chả sao. Có game này thì nó cũng chỉ là một cái trò bắn máy bay này, khá là đơn giản như này. Bạn thích giải trí thì bắn, nhưng mà bản này thì pin khá là yếu nên chơi game thì nó nhanh hết pin lắm các bạn nhé. Hello, xin chào anh em. Tiếp tục với video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu đồng hồ thông minh mới có tên là T2000 Pro Max nhé. Thì mình thấy là cái số nó càng ngày nó càng to, chắc sắp tới sẽ có loại T10000 Pro Max mất. Rồi thì cũng như mọi video này sẽ đi vào giới thiệu qua một chút và hướng dẫn các bạn cách kết nối chi tiết nhé. Đầu tiên cùng đi qua một chút về ngoại hình, chúng ta sẽ có ở đây một chiếc form hộp dạng giống như kiểu là Ultra ấy. Đằng trước thì sẽ có thông tin về đồng hồ đây này, tên này. Một số cái chức năng tiêu biểu nó sẽ được thể hiện ở đây này, ví dụ như có game này, có máy tính này. Cái này thì máy đồng hồ nào nó cũng có rồi. Đằng sau có một số cái thông tin phụ đây, size đây là size 45 này. Ok, cùng mở hộp thì chúng ta sẽ đây. Wow, bên trong chúng ta sẽ có một mặt đồng hồ đây này. Bản này thì là viền, tiếp tục là mạ bóng dạng viền thép nhá. Bóc xi màn hình này. Ok. Một chiếc sạc này, sạc này thì không phải là sạc không dây nhá, vẫn là sạc chấu này, có hai cái chấu đây. Sạc phèn các bạn ạ. Một cặp dây đeo này, bản này màu trắng nhá. Thì đây là chiếc đồng hồ sau khi mình đã lắp cái dây đeo của nó vào. Cùng mật nguồn chúng ta sẽ ấn ấn một lần vào cái nút nguồn là được này, không cần ấn giữ nhé. Bản này nó lại dị dị kiểu vậy. Đó, đây một cái màn hình ở đây, màn hình khởi động. Rồi ok, và đây là cái hình nền đầu tiên khi chúng ta nhìn thấy này, hình nền màu trắng nhé. Bản này mình đã cài mắc cái độ sáng lên rồi nhưng mà cái màn hình nó sẽ hơi tối như này các bạn. Chất lượng màn hình bản này thì hiển thị nó không được đẹp cho lắm. Đây thử một số các cái hình nền khác này. Rồi có khoảng tầm 5-6 cái hình nền đây. Màn hình thì vẫn là cạnh dưới sẽ dày hơn và cạnh trên sẽ mỏng hơn nhé. Nó chưa được cân đều các cạnh, cũng tương đối tràn viền nhưng mà chưa được cân đều các cạnh nhé bạn nhé. Phần cạnh bên phải chúng ta sẽ có một nút tròn này, nút digital ground, lúc này chúng ta có thể ấn được vào menu được này và có thể xoay to xoay nhỏ được này. Đây đó. Nút nguồn này chúng ta ấn để trở về màn hình chính này, hoặc ấn để trở về được cái đây cái màn hình AOD này. Cạnh bên trái chúng ta sẽ có ở đây là một giải loa này, giải loa đơn này. Phần mặt lưng chúng ta sẽ có ở đây thông tin về đồng hồ này. Bản này thì cũng là series 845 mini nhé. Các bạn mua đồng hồ hãy nhớ mình luôn nhắc nhé, đừng quan trọng cái series này, không phải là cứ series càng cao thì đồng hồ càng tốt đâu nhé. Đây là vị trí hai lỗ sạc này, các vị trí cảm biến này thì chắc chắn là cảm biến pha ke rồi, làm màu thôi, soi cho có thôi nhé, sáng nháy nháy tí thôi nhé, không đo chuẩn nữa các bạn nhé. Ok, cùng đi về mặt trước, ta sẽ có một cái màn hình cong khoảng 2,5D ở đây. Mặt kính này thì không biết có cần được không. Nào, cùng đi vào bên trong đồng hồ, ấn vào nút digital ground để chúng ta vào bên trong này. Vẫn là cái menu hình dạng giống các cái bản T1000, T700, 800, không có gì khác biệt cả. Bản này thì mình thấy là có thêm một cái phần, đó là có thêm cái máy tính này, với lại có thêm game này. Thì mình sẽ đi vào hai phần này luôn nhé. Máy tính thì hầu như con đồng hồ là nó cũng có rồi, 2 × 2 = 4 này. Cái này cũng không quan trọng lắm, có thì có mà không có thì chả sao. Có game này thì nó cũng chỉ là một cái trò bắn máy bay này, khá là đơn giản như này. Bạn thích giải trí thì bắn, nhưng mà bản này thì pin khá là yếu nên chơi game thì nó nhanh hết pin lắm các bạn nhé. Ok, ngoài ra thì các cái phần khác nó đều là giống này. Chúng ta sẽ có nghe gọi này, lịch này, tải app này, thông báo Facebook, Zalo, đo sức khỏe ở đây này. Rồi thì điều khiển được nhạc này, danh bạ này, đo nhịp tim này. Mấy cái đo đạc này thì không chuẩn các bạn nhé, chỉ là đo cho có thôi. Ngoài ra thì vào trong phần cài đặt nó cũng sẽ khác một chút này, nó thay đổi các cái giao diện ở trong này đi một chút này. Chúng ta sẽ có thông tin về đồng hồ ở đây này, T2000 Max này. Đó. Cài đặt được ngôn ngữ ở đây này, cài đặt thời gian này, đặt ngày này, đặt thời gian sáng màn hình này, và một số cái chế độ đèn ngủ bảo vệ màn hình này. Được chưa? Rồi tổng quan lại là cái bản này so với các cái bản trước đây thì nó có chút nâng cấp về cái giao diện bên trong, nó không biết là nâng cấp lên hay như nào, nó khác hơn một chút và nó có thêm cái game và cái máy tính các bạn ạ. Đấy, cơ bản là như vậy. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi vào kết nối chi tiết nhé. Rồi đầu tiên để kết nối cái đồng hồ này thì chúng ta cần phải có một cái điện thoại và tải được app về nhé. Có khá nhiều người thắc mắc với mình là sao bản này không nghe gọi được từ xa, thì mình sẽ giải thích lại cái phần nghe gọi này cho các bạn như sau nhé. Bản này sẽ nghe gọi thông qua cái Bluetooth kết nối với điện thoại. Nghĩa là sao? Các bạn muốn nghe gọi thì cái điện thoại này phải được kết nối với cái đồng hồ, và khi các bạn nhận cuộc gọi hoặc gọi đi thì cái đồng hồ, cái điện thoại nó phải trong cái phạm vi của Bluetooth thì nó mới kết nối được với nhau, chứ nó không phải là đồng hồ nắp SIM nhé. Đồng hồ nắp SIM thì chúng ta mới có thể là tách biệt hai cái này ra để nghe gọi được, còn là đồng hồ kết nối Bluetooth thì chúng ta sẽ không tách biệt hai cái này ra để nghe gọi được đâu nhé. Rồi bản này thì chúng ta vẫn sẽ là tải cái app HiWatt Pro về vào App Store này, tìm cho mình chữ HiWatt Pro đây, chưa? Biểu tượng app đây. Rồi ấn nhận và chờ cho app nó được tải về nhé. Sau khi app tải xong thì chúng ta ấn vào mở ra này. Chúng ta phải nhớ bật Bluetooth lên trước nhé. Nó sẽ hỏi một số cái phần đây này, chúng ta ấn cho phép hết nhé. Cho phép dùng ứng dụng này. Ok. Ok, nó bảo cái bật sức khỏe này, các bạn bật tất cả lên này, ấn cho phép là được này. Cái phần đăng nhập này các bạn bỏ qua cho mình, ấn vào nút nhảy qua này nhé, cho nó nhanh luôn. Rồi các bạn sẽ tập trung vào cái phần cài đặt này cho mình này. Trong đây nó sẽ có một dòng, đó là ràng buộc nhiều chức năng hơn này, phần cài đặt này nhé. Ấn vào đây. Trên đồng hồ thì chúng ta không cần phải bật cái gì nhé. Đây nó sẽ ra con T2000 này.
chạm vào để kết nối. Rồi nó hỏi xác nhận lại một lần này, ấn đồng ý này, ấn cho phép này. Rồi như vậy là kết nối xong cái lần 1 để chúng ta nhận thông báo. Chúng ta sẽ phải kết nối luôn cái lần 2 nhá, vào cài đặt này. Sau đó vào mục Bluetooth nhá. Đây vào Bluetooth này. Nó sẽ tìm thấy ở đây có một thiết bị tên là T2000 Max tiếp này, chạm vào để kết nối. Chờ cho nó kết nối với nhau. Rồi ok. Nó hiện ra hai thiết bị đã kết nối như thế này. Là chúng ta đã kết nối chuẩn xong nhá. Chúng ta sẽ ấn vào cái mục chấm than này để bật lại cái thông báo của nó lên này. Đây này, cái này nếu chưa bật các bạn bật lên nhà nhá. Được chưa? Như vậy là đã kết nối xong. Để kiểm tra lại chắc chắn là đã kết nối với nhau chưa, các bạn sẽ trở lại trong app. Trong app có một phần tìm thấy này, các bạn ấn vào đây. Đó, đồng hồ đang rung lên và phát ra âm thanh, tức là hai cái này nó đã được kết nối với nhau thì nó mới có thể tìm thấy nhau được nhé. Rồi sau khi kết nối xong thì mình sẽ giới thiệu một số các cái phần cài đặt ở trong app này nhé. Đầu tiên đó là nâng cổ tay sáng màn hình, các bạn vào đây bật này. Cái này nó sẽ có giờ để cho các bạn bật nhé. Ở đây đang mặc định 8 đến 22 giờ, tức là trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối các bạn lắc tay màn hình mới sáng. Ngoài thời gian đấy các bạn lắc tay nó sẽ không sáng. Các bạn có thể cài đặt được cái thời gian ở đây nhé. Ok, mình sẽ thử luôn cái tính năng này, lắc tay này. Đó, màn hình sáng lên, được chưa? Khá là nhạy nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có đây cài báo thức này và nhắc nhở ngồi lâu. Cái này mình sẽ giới thiệu qua nhanh một chút thôi nhé, nó khá là mất thời gian. Báo thức này các bạn ấn dấu cộng ở đây, thêm giờ giấc cài đặt ngày ở đây, lưu vào. Báo thức như báo thức đồng hồ vậy thôi. Nhắc nhở uống nước với ngồi lâu này các bạn cũng thế, bật lên này và cài ngày giờ đây. Nó sẽ nhắc nhở các bạn sau một khoảng thời gian ngồi lâu và không hoạt động. Chụp ảnh từ xa này thì khi bạn chạm vào đây, cái đồng hồ sẽ đóng vai trò là một cái điều khiển giúp cho cái điện thoại này có thể chụp ảnh từ xa được, được chưa? Cài đặt tin nhắn đẩy này, phần thông báo này các bạn sẽ vào đây để bật lên nhá. Nó sẽ bật hết các cái thông báo lên cho mình nhé. Cái nào các bạn không dùng các bạn có thể tắt đi. Nhưng mà tốt nhất theo mình thì cứ bật hết lên nhé. Ok, để tí chúng ta sẽ test cái thông báo sau. Tiếp theo là liên lạc thường xuyên, tức là thêm danh bạ, các bạn sẽ chạm vào đây. Sau đó ấn dấu cộng góc này. Ở dưới có một cái biểu tượng này, chạm vào đây để thêm danh bạ trong máy nhé. Rồi ok, đây danh bạ mình có 3 số thì mình thêm cả 3 vào này. Chạm vào số là thêm này. Ấn đồng ý này, chưa? Các bạn chú ý cái số các bạn thêm đầu tiên thì nó sẽ trở thành cái số SOS nhé, tức là cái số gọi khẩn cấp ấy. Được chưa? Ok, lát mình sẽ kiểm tra danh bạ sau nhé. Tiếp theo đến mục cài đặt quay số thì chính là mục cài hình nền, các bạn vào đây. Rồi nó sẽ ra tổng hợp những cái hình nền như thế này. Các bạn để ý ở đây cho mình nó sẽ có các cái phần hình nền ở đây. Đầu tiên đó là holiday dear này, hot này, những hình nền hot này. Đây những hình nền thuộc ngày nghỉ này, ngày lễ này. Nó sẽ tổng hợp ra đây cho các bạn những hình nền máy móc này, machine là máy này. Những hình nền không gian này, spec này. Ok, và một số các cái hình nền ở đây thì nó sẽ tổng hợp ra đây cho các bạn theo các danh mục như vậy. Rồi bạn nào thích hình nền nào thì có thể chạm vào để cài trực tiếp nhé. Hoặc các bạn muốn cài hình nền cá nhân thì các bạn sẽ để ý cho mình. Cuối cùng nó sẽ có một phần đó là custom dear này, được chưa? Ở đây nó sẽ có những cái hình nền đây, các bạn chọn là một cái hình bất kỳ nhá. Này. Rồi, dòng chữ vàng đây, cái app này nó đang để tiếng Trung. Chắc là có bản cập nhật mới, mình nhớ là trước cài hình nền nó khác một chút nhưng giờ nó đang cập nhật nên một cái phiên bản mới thì nó chưa sửa xong cái ngôn ngữ đây. Thì ở đây nó có một dòng chữ vàng như này, các bạn chạm vào để chọn cái hình nền từ album, được chưa? Rồi nó sẽ ra rất nhiều hình nền đây, ví dụ mình chọn một cái hình chốt mình chọn một cái hình sáng một chút nhá. Đây, mình chọn cái hình này đi, được chưa? Rồi các bạn có thể phóng to thu nhỏ cái ảnh này được nhá. Như này. Các bạn trường hợp mà muốn phóng to hết cỡ thì các bạn sẽ một tay bóp cái hình vào như này. Một tay các bạn ấn vào cái nút hoàn thành này. Đó, thì nó sẽ lên được đầy đủ cái hình ở đây, được chưa? Cái này mình sẽ thử xem nào. À đây, cái bên dưới này thì sẽ là vị trí hiển thị của cái thời gian này. Đây các bạn thay đổi làm sao cho nó không che mất cái mặt của các bạn đi là được. Được chưa? Nút bên dưới này là đồng bộ này, mình ấn vào phát là hình này nó sẽ chạy lên này. Đây nó hiển thị ra một cái bảng, các bạn ấn đồng ý này. Rồi, và hình này đang chạy lên này. Như vậy là đợi mất khoảng hơn 1 phút thì chúng ta đã cài cái hình này lên như này. Đây. Các bạn thấy không, màn hình con này nó hiển thị cũng tương đối là đẹp đấy, nhưng mà nó hơi tối, không thể tăng được cái độ sáng thêm. Chà, rồi ok. Tiếp theo phần bên dưới chúng ta sẽ có ở đây, đó là đặt lại thiết bị này, để chúng ta reset lại cái đồng hồ này. Chà, cài đặt khác chúng ta sẽ có rung ở đây này. Cái phần tẩy này để các bạn muốn kết nối với một cái đồng hồ khác thì các bạn tẩy cái đồng hồ cũ này đi. Chà, nâng cấp OTA là nâng cấp chương trình cái đồng hồ này. Khi nó có thì nó sẽ báo các bạn. Rồi, như vậy là đã xong cái phần quan trọng nhất ở trong app này rồi. Ngoài ra thì trong app còn phần trang chủ này để tổng hợp những cái thông tin về sức khỏe của các bạn lên đây này. Phần thể thao này dùng cho các bạn nào ưa thể thao và vào đây chọn môn thể thao và ấn bắt đầu. Nó sẽ đo quãng đường cũng như là calo các thứ cho bạn, nhưng mà đo tương đối thôi nhá, không chính xác đâu nhá. Phần của tôi là thông tin về app này. Rồi mình sẽ thử cái phần nghe gọi xem sao nhá, xem loa nó có khá hơn các cái bản trước đây không. Đây. Và phần danh bạ chúng ta sẽ thấy đây ba số danh bạ mình đã thêm này. Và phần gọi này, gọi thử 900 nhá. Các bạn nghe rõ không ạ? Mình nghe thì thấy nó cũng vẫn thế, loa nó khá là nhỏ, nếu mà đi ngoài đường thì chúng ta sẽ không nghe thấy gì. Mình đang ở trong phòng kín thì dí sát vào tai thì nghe sẽ là khá khá. Rồi ok, như vậy là loa bản này cũng vẫn chưa được nâng cấp gì nhiều nhé. Bây giờ mình sẽ cùng hướng dẫn các bạn cách kết nối ở bên Android nhé. Bên Android thì chúng ta cũng kết nối khá là giống bên iOS thôi. Đây vẫn sẽ tải app về này, iWatch Pro này. Mình đã tải sẵn rồi, ấn mở ra này. Rồi, đối với những bạn tải app lần đầu ấy thì nó sẽ hỏi những cái phần như này, các bạn sẽ chú ý làm theo mình nhé. Đầu tiên là đồng ý này. Bật Bluetooth lên trước đã và bật cái vị trí này này. Nó bắt buộc phải yêu cầu vị trí đấy. Ok, cái này đồng ý đi. Rồi cho phép truy cập vị trí không này, đồng ý này. Ok, ra giao diện như này được chưa?
các bạn vẫn sẽ nằm vào mục thiết lập này cho mình này. Đấy, bên Android thì nó sẽ thỉnh thoảng nó sẽ quảng cáo một chút như này. Rồi ấn vào cái dòng này để tìm con đồng hồ này tiếp này. Đấy, T2000 đây này. Chạm vào đấy kết nối thôi. Các bạn chờ chút nha. Đó. Khi nào những cái dòng hoàn tác ở đây nó sáng lên như này, lần lượt hết thì các bạn sẽ là kết nối được đầy đủ nhé. Sau khi kết nối xong thì các bạn vẫn sẽ kết nối cái lần hai luôn giống bên iOS nhé. Các bạn sẽ vào cài đặt này và vào Bluetooth này. Đó, và tìm ra một con T2000 Pro Max ở đây nhé. Đây, chạm vào đấy kết nối thôi. Lại quảng cáo. Rồi, ok. Rồi, nó xanh lên như này là chúng ta đã kết nối xong nhé. Lại ấn vào mục chấm than này để bật những cái thông báo này lên. Chưa? Ok, kiểm tra một lần nữa này. Sẽ vào app này, vào mục tìm này. Đó, đồng hồ đang rung lên. Được chưa? Hai cái đã kết nối với nhau thì nó mới có thể tìm thấy nhau. Bên Android thì mình thấy là các cái phần nó cũng khá là giống bên iOS, không có gì khác biệt. Mình sẽ đi sơ qua nhanh nhá. Nâng một tay sáng màn hình mình đã thử ở bên iOS rồi này. Vào đây và bật lên thôi. Cài đặt báo thức, cài đặt nhắc nhở vận động này, tìm chiếc vòng tay này. Mình sẽ sơ qua nhanh nhá. Phần đẩy ứng dụng này là phần thông báo, ở bên Android thì nó sẽ khác một chút. Đây, các bạn chú ý cho mình phần này nhá. Đầu tiên khi vào đây này, nó sẽ ra những cái biểu tượng đây, các bạn cần cái app nào bật thì các bạn bật lên này. Tin nhắn QQ bật lên này. Đấy, khi các bạn bật lên được khoảng đến lần thứ 2 thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như này, các bạn ấn vào cái bật lên cho mình. Lần đầu thôi nhá, những lần sau các bạn sẽ không phải làm theo cái này. Vào đây thì nó sẽ ra rất nhiều những cái ứng dụng ở đây mà các bạn cần phải bật thông báo lên. Thì ở bên Android này các bạn muốn bật được thông báo của các ứng dụng đó thì các bạn phải bật thông báo của cái app lên trước đã. Đây này. Thì hot của chúng ta chưa bật này. Chưa, bật lên này. Cho phép này. Rồi như vậy các bạn trở lại vào trong app, chúng ta sẽ bật được những cái ứng dụng ở đây bình thường. Đó, các bạn hiểu chưa? Rồi bật những cái cần thiết này nhá. Đây mình bật mấy cái mình hay dùng thôi. Ok. Như vậy là xong phần thông báo này. Tiếp theo trở ra ngoài thì chúng ta sẽ có phần cài đặt mặt đồng hồ thì nó giống bên iOS rồi. Các bạn vẫn sẽ cài ở trong phần custom DR này để cài hình nền cá nhân nhé. Còn những cái phần trên này là những cái hình nền có sẵn, được chưa? Tiếp theo ở bên dưới chúng ta sẽ có phần đặt lại thiết bị này, để reset này, gỡ bỏ thiết bị là phần tẩy ấy để chúng ta kết nối với một cái đồng hồ mới. Các chức năng khác ở đây là rung này thì các bạn cần bật lên này. Nâng cấp OTA này. Và cài đặt nền này, cái này phần này các bạn không cần quan tâm nhé. Rồi như vậy là cũng đã xong hết các cái phần ở bên Android rồi. Nó khá là giống với bên iOS, chỉ khác cái phần thông báo, các bạn chú ý cái phần bật thông báo app này là được. Ok chưa ạ? Phần trang chủ này, các môn thể thao và phần của tôi thì vẫn là như vậy nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái thông báo ở bên Android này luôn. Đó, các bạn thấy gì không ạ? Thông báo tin nhắn đến này. Đây. Các bạn có thể xem lại bằng cách gạt từ dưới lên này. À đâu, gạt từ trên xuống này. Đó, đây này. Nó sẽ chỉ hiển thị một cái thông báo gần nhất thôi nhé. Nghĩa là cái thông báo nào mới nhất nó sẽ hiển thị, còn cái nào cũ rồi thì nó sẽ bị đẩy mất đi, vì con này bộ nhớ nó rất là ít, nó không lưu được nhiều như vậy. Được chưa? Các bạn xem lại thông báo bằng cách là gạt từ trên xuống dưới này, hoặc có thể vào các cái biểu tượng thông báo ở trong đây. Đây này. Đó, và biểu tượng Facebook này nó cũng sẽ hiện này. Đấy, nếu mà mất thông báo rồi một lúc các bạn không xem nó sẽ mất đi thì nó sẽ hiển thị là vô giá trị nhé. Được chưa? Ok, như vậy con này chúng ta sẽ có đầy đủ, đó là thông báo này, nghe gọi này là đầy đủ nhé. Tổng kết lại bản T2000 Pro Max này thì chúng ta sẽ có một chiếc viền thép mạ bóng này, khá là sang trọng này, thép giả thôi nhé. Sạc thì vẫn là sạc thường như bản T700S thôi nhé. Nâng cấp thêm thì có thêm máy tính này, có thêm game này, hai cái thì nó cũng chả thèm gì đâu, nhưng mà có thêm thì đầy đủ hơn. Màn hình thì tương đối là tối này. Ok ạ, chúng ta sẽ có thêm đó là màn hình chờ AOD nhé. Cái này thì nó có khi nó còn tốn pin hơn đấy. Pin con này thì cũng khá là heo đó các bạn ạ, pin khá kém nhé. Các cái dòng dùng app HiWatt Pro này thì pin nó không thể trâu được các bạn, pin nó kém thôi. Bản này thì sẽ có size là 45mm, chúng ta sẽ phù hợp với các cái cổ tay to to một chút. Những cổ tay nhỏ của chị em phụ nữ thì chúng ta đeo nó sẽ không là vừa cho lắm đâu, nó sẽ hơi thô một chút. Ok, bản này thì bên mình cũng có đang bán với một số cái màu sắc khác nhau, đen, trắng, hồng, xanh, rêu. Các bạn có nhu cầu đặt hàng có thể truy cập vào đường link hoặc số điện thoại để ở dưới mô tả phần sản phẩm này nhé. Và đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.